Minh Hằng, hành trình từ bé heo ngây thơ đến người đẹp dũng cảm tố mặt trái của showbiz. Minh Hằng được biết đến với biệt danh bé heo nhờ ngoại hình mũm mĩm, nhưng khoảng vài năm trở lại đây, cô thay đổi gợi cảm xinh đẹp và cũng mạnh mẽ hơn. Bé heo mũm mĩm một thời, Minh Hằng sinh năm 1987, được biết đến là một trong những ca sĩ, diễn viên trẻ được khán giả yêu mến. Cô cũng là một trong những người đẹp hàng đầu showbiz, sở hữu gu ăn mặc trẻ trung, sành điệu và được nhiều thương hiệu mời quảng cáo. Minh Hằng bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm, năm 13 tuổi, bố mẹ cô ly dị. Minh Hằng ở cùng với mẹ tại Bình Thạnh, trong một căn hộ nghèo. Sự nghiệp của cô bắt đầu khi Minh Hằng tham gia vào một ban nhạc có tên là Pha Lê, thế nhưng không được đón nhận nhiều như sự kỳ vọng. Điện ảnh đến với Minh Hằng như duyên số và người đẹp cũng chỉ thực sự được biết đến thông qua vai diễn đầu tay trong bộ phim Gió Thiên Đường vào năm 2005. Dù sau đó tạo được khá nhiều sự chú ý, nhưng Minh Hằng quyết định dừng diễn xuất để tập trung cho đam mê âm nhạc. Album đầu tay Một Phòng Trái Đất của cô rất được đón nhận. Đây cũng là album đạt mức giá bán kỷ lục cao nhất từ trước đến nay tại thị trường âm nhạc Việt Nam. Sau đó, Minh Hằng còn thành danh với nhiều ca khúc như Sắc Môi Em Hồng, YOLO, Giờ Em Đã Biết, 123 Chia Tay. Thời mới nổi tiếng, Minh Hằng hướng tới hình ảnh trong sáng dễ thương, cùng với ngoại hình có phần bụ bẫm, cô được nhiều người yêu mến đặt cho biệt danh bé heo. Dù vẻ đẹp của Minh Hằng thực sự không theo chuẩn hình hạt xương mai, nhưng nữ diễn viên vẫn có lượng fan hâm mộ đông đảo. Không ít người còn cho rằng chính sự nhí nhảnh pha chút ngô nghê đã làm nên một Minh Hằng cực kỳ nổi bật và khác biệt trong số những nghệ sĩ cùng thời. Trong lĩnh vực điện ảnh, bé heo một mực trung thành với hình ảnh nữ tính ngọt ngào. Cô ghi dấu ấn với nhiều bộ phim như Giải Cứu Thần Chết, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Tối Nay 8 Giờ, Con Ma Nhà Họ Vương, Sắc Đẹp Ngàn Cân. Tuy nhiên, phải đến bộ phim gần nhất Vừa Đi Vừa Khóc mới là một cú hit lớn đối với cô nàng. Kết hợp cùng người tình màn ảnh Lương Mạnh Hải, Minh Hằng, cả hai đã đốn tim người xem với một câu chuyện tình cực kỳ dễ thương nhưng không kém phần xúc động. Vai diễn vô cùng ấn tượng này cũng đã giúp mỹ nữ nhận được giải nữ diễn viên được yêu thích nhất màn ảnh tại Mai Vàng 2014. Trải qua không ít scandal, tham gia showbiz từ thời trẻ, Minh Hằng gặp phải không ít scandal, song cô đều tự tin vượt qua. Năm 2010, Minh Hằng bị lôi vào scandal khi team thừa nhận chuyện vượt rào với một nữ ca sĩ nổi tiếng. Dù chưa gặp kiểm chứng tính xác thật, thì team đã ngay lập tức lên tiếng thừa nhận và còn bức xúc cho rằng tôi rất khó chịu khi những chuyện riêng tư của mình cứ bị đào xới lại mãi. Quá khứ qua rồi, hãy để tôi và Minh Hằng được yên. Khoảng giữa năm 2011, trong Sinning Show, Minh Hằng đã diện một bộ váy mang phong cách sườn xám, khiến nảy sinh nhiều ý kiến râm ran về bộ trang phục này trong giới showbiz. Nhiều người chỉ trích cô trong tình hình căng thẳng ở Biển Đông mà lại mặc một bộ đồ liên quan đến Trung Quốc. Sau đó, trong đêm nhạc Mỹ Nhân cuối năm 2011, Minh Hằng diện một chiếc quần ren bó sát và bị nghi là lộ phần nhạy cảm. Bộ trang phục gây ra làn sóng tranh cãi từ những khán giả theo dõi chương trình cũng như những nhà phê bình nghệ thuật của các báo điện tử. Ngay sau đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam đã yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam tỉnh Quảng Bình làm rõ và sẽ xử phạt theo quy chế. Tại cuộc thi Bước Nhảy Hoàng Vũ 2012, Minh Hằng bị cho là đạo giọng của ca sĩ Lan Anh cho những nốt phôn cao ở cuối bài trong trích đoạn nhạc kịch. Scandal chôm giọng hát khiến khán giả bất bình vì bị lừa dối và sự thiếu tôn trọng của cô ca sĩ trẻ. Dù Minh Quân lập tức nhận trách nhiệm, anh cho rằng lỗi là của mình khi vì muốn tiết mục an toàn nên đã tự lấy giọng của Lan Anh mà không xin phép, dẫn tới sự cố đáng tiếc. Mặc dù vài scandal này đã khiến hình ảnh Minh Hằng trở nên xấu xí hơn rất nhiều trong mắt công chúng. Nỗ lực xây dựng hình ảnh xinh đẹp gợi cảm nhưng cũng đầy kẹo ngọt. Từ năm 2010, Minh Hằng dần dần xuất hiện với hình ảnh cá tính táo bạo. Người đẹp không ngừng ngại thay đổi phong cách, làm mới bản thân liên tục để không gây nhàm chán cho công chúng. Nhờ vào quá trình giảm cân nghiêm ngặt, Minh Hằng giờ đây sở hữu thân hình với những số đo mơ ước của biết bao cô gái. Không thể phủ nhận rằng sự lột xác này đã góp phần không nhỏ giúp Minh Hằng trở thành mỹ nữ được nhiều người vô cùng thèm khát. Đi cùng với sự thay đổi về nhan sắc là gu thời trang ngày càng đẳng cấp của Minh Hằng. Dễ dàng nhận thấy bé heo ngày nào luôn diện những trang phục mang hơi hướng trưởng thành gợi cảm hơn. Người hâm mộ không khỏi phát cuồng mỗi lần thấy cô lộng lẫy tỏa sáng tại các sự kiện giải trí. Giờ đây, nhắc đến Minh Hằng, người ta nghĩ ngay đến một cô gái cực kỳ nóng bỏng cùng khuôn mặt đẹp hút hồn. Không thể phủ nhận khi nói rằng trải qua gần 10 năm hoạt động trong showbiz,
Minh Hằng càng ngày càng đẹp và đầm thắm hơn rất nhiều. Và từ đó cô cũng trở thành gương mặt được giới trẻ yêu thích, sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo lớn. Và Dũng Cảm tối chuyện bị Hồ Ngọc Hà chèn ép. Suốt tuần qua, người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện thông tin ca sĩ Minh Hằng buộc phải rời khỏi vị trí ghế nóng The Face 2017 vì có một đàn chị chèn ép, dù trước đó cô đã được ban tổ chức mời làm huấn luyện viên. Không nói rõ nhân vật đó là ai, nhưng nhiều khán giả đã bán tín bán nghi người đó là Hồ Ngọc Hà, huấn luyện viên The Face mùa đầu tiên. Sau thời gian từ chối trả lời báo chí và lảng tránh nhắc đến sự việc, cuối cùng cách đây ít phút, Minh Hằng đã chính thức lên tiếng trong một buổi phỏng vấn livestream. Khi được hỏi trực diện về người chèn ép cô rời khỏi The Face có phải Hồ Ngọc Hà hay không, Minh Hằng suy nghĩ rất lâu, cô đắn đo, mắt rơm rớm rồi thừa nhận. Ừ, đó là điều mà Hằng muốn nhắc đến nhiều nhất. Người đẹp sinh năm 1987 chia sẻ, cô chỉ muốn nói lên sự thật rằng, dù thực sự không muốn chỉ đích danh một ai đó. Bộc bạch về cảm giác khi nghe tin nhân vật tên H không đồng tình việc mình ngồi ghế nóng, Minh Hằng rơm rớm lệ và nói, cái phản ứng đầu tiên của Hằng đó là không tin đó là sự thật. Sau khi làm việc với ban tổ chức nhiều lần thì mới biết đó là sự thật. Mình cũng không biết lý do vì sao lại như vậy. Đối tượng muốn sự việc như thế khiến Hằng hoàn toàn bất ngờ. Nếu như đó là người chưa từng quen biết, chưa từng cộng tác thì Hằng sẽ đấu tranh đến cùng. Nhưng đối với đối tượng này, Hằng rút lui và đó là một sự tôn trọng cuối cùng Hằng dành cho người ấy. Dùng sự chi phối của mình để chi phối rất nhiều người, đó là điều không nên. Hằng có mối quan hệ đặc biệt với người ấy, tuy không phải quá thân, không gặp gỡ quá nhiều, nhưng Hằng có sự tôn trọng với người ấy. Đối với người có tình cảm thì sẽ rất khó xử lý hơn rất là nhiều. Nếu gặp người đó ở ngoài đời, Hằng vẫn sẽ cúi chào, nhưng không biết là sự cúi chào đó có nhận được sự đồng ý hay không, Minh Hằng bày tỏ. Nói về tình cảm trước đây với Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng đã kể câu chuyện từng được đàn chị hỗ trợ hát bè trong chuyến lưu diễn, điều đó làm cô rất bất ngờ và xúc động. Chia sẻ của Minh Hằng hiện vẫn gây nóng showbiz Việt, trong khi phía Hồ Ngọc Hà cho biết không muốn bị dính vào những lùm xùm thì phần đông công chúng ủng hộ Minh Hằng khi đã dám nói lên sự thật này. Hé lộ sự thật ngỡ ngàng chuyện Minh Hằng và Hà Hồ ở The Face. Chuyện Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà tố nhau ở The Face đang gây tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng. Trong đoạn clip trả lời trực tiếp một trang mạng vào chiều 19 tháng 4, trước câu hỏi Hồ Ngọc Hà có phải là người khiến Minh Hằng không thể ngồi ghế nóng The Face, nữ ca sĩ một vòng trái đất ngập ngừng rất lâu, sau đó gần như bật khóc và nói rằng đó là người mà Hằng không muốn nhắc đến. Minh Hằng không gọi thẳng tên Hồ Ngọc Hà mà chỉ nhắc đến bằng hai chữ người ấy. Cô cho biết mình và người ấy không quá thân nhưng cũng không có hiềm khích gì, thậm chí người ấy từng hát bè cho cô trong một show diễn ở nước ngoài. Chính vì thế khi nghe thông tin người ấy tuyên bố rằng ai ngồi ghế nóng The Face cũng được, trừ Minh Hằng ra thì nữ ca sĩ vô cùng hụt hẫng. Sau lời thổ lộ của người đẹp phim Vừa Đi Vừa Khóc, người hâm mộ rần rần đưa ra ý kiến trái chiều. Đa số người hâm mộ gửi những lời động viên, an ủi nữ nghệ sĩ và kêu gọi cô mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn phía trước. Tuy nhiên, có luồng ý kiến không ít cư dân mạng theo dõi clip Minh Hằng trả lời trực tiếp và cho rằng cô đang diễn. Sao mình xem clip này cứ như đang diễn ấy? Những nghệ sĩ chuyên nghiệp họ có cách trả lời kiểu khác, chứ không phải kiểu cố tình liếc mắt ra vẻ khó nói thế kia. Một sự gây chú ý trước khi chương trình bắt đầu thôi, Facebook Ngọc Cô La bày tỏ. Đồng quan điểm này, Facebook tiếp viên bày tỏ, diễn mà, sau khi bình luận về Minh Hằng không đủ đẳng cấp ngồi ghế nóng với Hà Hồ thì mình bị block luôn. Facebook Phan Thảo Phương nhận định, chuẩn, nhìn diễn mà, nếu thật người ta không kiểu tỏ vẻ đáng thương mình là người tốt, xong rồi vẫn kiểu cố tình không nói tên ai kia ra. Chèn ép gì với câu ai cũng được trừ Minh Hằng, Hà Hồ cũng chỉ là khách mời, đâu phải nhà tổ chức đâu mà chèn ép. Có chèn ép thì cũng làm được gì khi tổ chức đã quyết định, đúng kiểu, ngồi không cũng trúng đạn. Ai cũng choáng khi nghe Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu kể về thời gian và yêu cầu khi làm chuyện ấy. Nghe cặp đôi này tâm sự về chuyện tế nhị mà ai cũng há hốc miệng ngạc nhiên vì quá táo bạo. Dù vướng tin đồn tình cảm khá lâu, nhưng mãi đến gần đây thì Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu mới chính thức thừa nhận yêu nhau. Hồ Quang Hiếu đã từng có một đời vợ, nhưng fan của Bảo Anh cũng rất ủng hộ chuyện tình này. Và riêng nữ ca sĩ cũng rất vô tư, không hề tỏ ra e ngại. Cả Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu đều là những ca sĩ trẻ tuổi, được yêu mến trong làng nhạc Việt. Lối sống của cả hai khá phóng khoáng, thường xuyên đi du lịch nước ngoài rất xa xỉ.
Không những vậy, cả Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh còn có điểm chung rất bạo dạn khi chia sẻ về chuyện ấy. Nam ca sĩ Con Bướm Xuân cũng đã từng khiến khán giả mắt tròn mắt dẹt khi chia sẻ lần đầu tiên làm chuyện ấy của mình. Hồ Quang Hiếu tiết lộ với báo Zing, tốt nghiệp cấp 3 tôi chuyển ra Hà Nội theo học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật quân đội, nên chia tay mối tình đầu vì khoảng cách địa lý. Tôi yêu một cô gái cùng trường, mối tình này khá sâu đậm khi cả hai vượt qua giới hạn tình yêu sinh viên trong sáng để làm chuyện ấy. Năm đó tôi khoảng 19 tuổi, nghĩ lại thấy cũng quá sớm. Có lẽ anh là một trong số ít sao Nam Việt dám thừa nhận làm chuyện ấy khi còn ở độ tuổi teen. Hơn nữa, anh đã từng có một đời vợ nên chắc chắn chuyện chăn gói rất giàu kinh nghiệm. Còn nữ ca sĩ Bảo Anh cũng bạo dạn không kém người yêu. Trong một clip phỏng vấn, cô tâm sự rằng thích những người đàn ông tuổi từ 28 trở lên. Và đối với cô, việc yêu một người đàn ông trên 15 tuổi không thực sự thành vấn đề nếu đó là tình yêu chân chính. Hai người có thể đồng cảm cho nhau. Ngoài ra, Bảo Anh còn cho biết cô rất tự tin khi làm chuyện ấy. Còn địa điểm thì ở đâu cũng đều lý tưởng hết. Nữ ca sĩ còn bật mí, đối với cô thì kích cỡ và kỹ năng khi làm chuyện ấy của bạn trai đều quan trọng như nhau. 3 tuần sau sinh đi shopping cùng chồng, Ngọc Lan bật khóc vì điều này. Nhiều bà mẹ bỉm sữa đồng cảm với nữ diễn viên cổng mặt trời. Dù sinh con ở Mỹ và được chồng chăm sóc tận răng, nhưng giai đoạn đầu, nữ diễn viên cổng mặt trời vẫn gặp phải một số vấn đề giống nhiều bà mẹ bỉm sữa khác. Sau sinh, Ngọc Lan từng chia sẻ cô bị tắc sữa, rơi vào tình trạng stress, mất ngủ và nhạy cảm với những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Không chỉ vậy, bà xã Thanh Bình còn có thể bật khóc nức nở giữa chốn công cộng chỉ vì vô tình nhìn vào gương. Ngọc Lan tâm sự, hồi sinh được 3 tuần, vợ chồng con cái đã dắt nhau đi shopping. Lúc vào phòng thử đồ có gương to, nhìn được cả người, tôi thấy mình trong gương mà bật khóc quá trời. Tôi không tưởng tượng được, thân hình mình sau sinh lại khủng khiếp đến vậy. Tôi chạy ra vừa khóc vừa mách chồng, sau khi sinh, bên cạnh niềm hạnh phúc được làm mẹ, thì nữ diễn viên xinh đẹp cũng rất buồn khi ngoại hình da dẻ không còn được nuột nà như thời còn son rỗi. Cơ thể tôi thay đổi quá nhiều, lúc có bầu tôi không hình dung ra được vì khi đó cơ thể căng tròn, sinh xong mọi thứ thay đổi như một đêm tỉnh dậy là mất tất cả. Trước đây Ngọc Lan luôn tự hào với vóc dáng chuẩn như người mẫu, dù mặc váy ôm sát cũng không bao giờ lộ chút mỡ thừa. Khi mang bầu, cơ thể cô vẫn căng đầy và láng mịn. Tuy nhiên, sau khi sinh, dù da vẫn rất đẹp, nhưng người nhão và sập sệ khiến Ngọc Lan bật khóc nức nở ngay giữa trung tâm thương mại. Nhiều bà mẹ bỉm sữa đồng cảm với nỗi lòng của bà xã Thanh Bình. Hiện tại, Ngọc Lan đang nỗ lực tập luyện giảm cân và dần lấy lại số đo ban đầu.